Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 16 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin kiện tụng bầu cử Tổng thống Mỹ, kẽ hở hệ thống có giúp Donald Trump đảo ngược thế cờ hay không? Nước Mỹ đang trong tình trạng bế tắc đặc biệt. Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 kết thúc theo kết quả sơ bộ, ứng viên Đảng Dân Chủ Biden đắc cử. Và ứng viên Donald Trump, Tổng thống sắp mãn nhiệm, liên tục phủ nhận thất bại, cáo buộc nhiều gian lận trong cuộc bỏ phiếu, nhưng không đưa ra bằng chứng. Vậy liệu phe Cộng Hòa có còn cơ hội đảo ngược lại tình thế này hay không là một câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh kết quả kiểm phiếu cho đến ngày 13 tháng 11 cho thấy Biden đã bỏ quá xa Donald Trump, nguồn tin do CNN cung cấp. Theo trang Le Monde, vào hôm 12 tháng 10 có đăng bài phân tích của bà Erona, giáo sư về luật công Đại học Normandy, Pháp, nhấn mạnh đến kẽ hở của hệ thống chính trị Mỹ mà phe của Tổng thống Donald Trump có thể khai thác. Trong bài phân tích mang tựa đề các khiếu kiện của Donald Trump lên tối cao pháp viện nhằm xác định thế nào là phân xử các tranh chấp liên quan đến bầu cử Mỹ. Giáo sư Elena ghi nhận như sau, một luồng không khí căng thẳng gần như chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ, khi Tổng thống sắp mãn nhiệm cương quyết không rời bỏ quyền lực, bất chấp khoảng cách về phiếu bầu đại cử tri rất lớn, và việc đảo ngược tình thế được coi là rất ít có khả năng xảy ra. Phe của Tổng thống Donald Trump ngay từ trước bầu cử đã tiến hành hàng loạt vụ kiện lên tư pháp để phản đối thể thức bầu cử tại các bang. Trong đa số các vụ kiện trước ngày bầu cử mùng 3 tháng 11, tư pháp Hoa Kỳ đã không chấp nhận đòi hỏi của phe Cộng Hòa. Các thẩm phán liên bang đã chấp thuận việc bỏ phiếu qua thư tại Pennsylvania mà tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Biden rất lớn qua con đường này, được coi là quyết định cho thắng lợi của ứng viên Dân Chủ. Tòa án tối cao của bang Texas cũng cho phép bỏ phiếu qua các trạm bưu điện. Tòa án tối cao của Pennsylvania cũng cho phép chấp nhận phiếu bầu qua thư được gửi đến 4 ngày sau ngày bầu cử với điều kiện thư gửi đóng dấu bưu điện vào ngày 3 tháng 11. Hiện tại, phe Cộng Hòa tiếp tục tiến hành nhiều vụ khiếu kiện tại các bang và khiếu nại cũng được gửi lên tối cao Pháp viện Liên bang. Theo giáo sư Elona, hệ thống chính trị hiện nay của Hoa Kỳ có những khoảng trống và vùng mờ mà bên phản đối có thể khai thác. Hệ thống chính trị dân chủ pháp quyền của mỗi quốc gia không phải là một cỗ máy hoàn hảo có sẵn chỉ cần áp dụng để vận hành, mà là sản phẩm của quá trình lịch sử, khác biệt tùy theo quốc gia và địa phương. Đây là hình ảnh tối cao Pháp viện là định chế quyền lực cao nhất của nhánh tư pháp trong chính phủ Hoa Kỳ. Tối cao Pháp viện là tòa án duy nhất được thiết lập bởi hiến pháp. Tất cả các tòa án liên bang khác được thành lập bởi quốc hội. Thẩm phán của tối cao Pháp viện hiện nay có 9 người được bổ nhiệm trọn đời bởi Tổng thống được phê chuẩn bởi Thượng viện. Tam quyền phân lập, sự phân biệt giữa lĩnh vực tư pháp và lĩnh vực chính trị không phải lúc nào cũng rạch ròi. Trước hết, chuyên gia Pháp nhấn mạnh đến hai giải pháp cho vấn đề kiểm soát bầu cử trong lịch sử các quốc gia dân chủ. Giải pháp thứ nhất đó là dành cho các định chế quyền lực phân xử cuối cùng. Đây là trường hợp như ở các xứ như Anh và Bắc Ireland hay Pháp thời cận đại. Ví dụ như vào thế kỷ thứ 17, các cơ quan dân cử của Anh là nghị viện nắm quyền ra quyết định cuối cùng với mục tiêu là chống lại sự can thiệp từ phía hoàng gia. Rốt cuộc thì giải pháp này đã bị từ bỏ tại Anh và Pháp nhưng vẫn được bảo lưu ở một số nước như Ý, Bỉ và Luxembourg, nơi quyền phán xử cuối cùng về các tranh chấp bầu cử thuộc thẩm quyền của lĩnh vực chính trị. Việc các cơ quan dân cử ra phán quyết về các tranh chấp bầu cử dần dần bị coi là hành động vừa đá bóng vừa thổi còi. Hiến pháp của các nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp đã dành cho tòa bảo hiến vai trò phân xử các tranh chấp liên quan đến bầu cử quốc gia. Đây chính là giải pháp thứ hai, tức là kiểm soát bầu cử về pháp lý, giải pháp được đại đa số các quốc gia dân chủ hiện nay lựa chọn. Không giải pháp nào ưu việt hơn hẳn. Tư pháp độc lập dường như được coi là giải pháp hữu hiệu nhất và tránh xảy ra là cáo canh chuồng gà, theo diễn đạt của thẩm phán Mỹ John Paul Stevens, thành viên tối cao Pháp viện Mỹ từ năm 1975 đến năm 2020. Tuy nhiên, theo giáo sư luật Erona, cả hai giải pháp nói trên đều không phải là hoàn hảo và đều có thể bị phê phán dưới góc độ này hay góc độ khác. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Donald Trump xuất hiện tại Tòa Bạch Ốc lần đầu tiên sau ngày bầu cử. Nhiều thách thức được đặt ra với giải pháp dành cho tư pháp quyền ra quyết định cuối cùng về khiếu nại bầu cử. Ví dụ, các thẩm phán dựa trên nguyên tắc hợp thức dân chủ nào để ra phán quyết về quyết định của toàn dân thông qua phiếu bầu.
liệu có thể phó thác quyền phán quyết về các cuộc bầu cử, vấn đề cốt lõi của một nhà nước pháp quyền vào tay một số thẩm phán rất có thể có quan điểm thiên vị hay không. Và nguyên tắc phân chia quyền lực trong một nhà nước dân chủ pháp quyền không đủ để đưa ra giải pháp thuyết phục hoàn toàn. Về quyền phân xử tranh chấp liên quan đến bầu cử tổng thống, nước Mỹ có lựa chọn riêng. Hiến pháp Hoa Kỳ về cơ bản dành cho Quốc hội lưỡng viện quyền quyết định cuối cùng về kết quả bầu cử thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ. Quy định này thoạt tiên có mục tiêu là củng cố nguyên tắc liên bang, chống lại một số chính quyền bang không muốn nhường quá nhiều thẩm quyền cho nhà nước liên bang. Riêng về bầu cử tổng thống, theo giáo sư luật Erona, hiến pháp Mỹ hoàn toàn im lặng. Thực tế này đã tạo nên một tình trạng không rõ ràng, một hệ thống cho phép cả hai giải pháp song song tồn tại, có thể ngỏ cho các thẩm phán khả năng diễn giải quyền hạn của tư pháp, của tối cao pháp viện theo cách của mình. Và điểm lại lịch sử, giáo sư luật người Pháp cũng nhấn mạnh là tối cao pháp viện Hoa Kỳ nhìn chung tránh can thiệp vào các tranh chấp được coi là quá chính trị. Đây là hình ảnh 20 năm trước, truyền thông đã sớm đưa tin Al Gore thắng cử và trở thành tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. Sau đó, các hãng tin đã phải rút lại dự đoán của họ sau khi tối cao pháp viện đã xác định rằng ông George Bush đã thắng cử. Quan điểm chính thống này có một thay đổi lớn là vào năm 1962, khi tối cao pháp viện lần đầu tiên chấp nhận đưa ra phán xử về các tiêu chuẩn xác định lại các đơn vị bầu cử. Vụ tối cao pháp viện ra phán quyết về cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 là một can thiệp vô cùng hiếm hoi. Tòa án tối cao yêu cầu dừng tái kiểm phiếu vào thời điểm đó tại Florida, khiến thắng lợi thuộc về George Bush với chênh lệch phiếu bầu chỉ có hơn 500. Can thiệp này sau đó đã bị rất nhiều chỉ trích do các thẩm phán tối cao pháp viện không đủ tính chính đáng, dân chủ và thành phần tối cao pháp viện vào thời điểm đó nghiêng về phe Cộng Hòa. Theo giáo sư luật Erona, tình thế hiện nay tại Mỹ có thể dẫn đến tình trạng tối cao pháp viện từ chối tiếp nhận các khiếu nại về bầu cử do không muốn lặp lại tình hình vào năm 2000. Và nếu như các tòa án ở các bang cũng từ chối phân xử về các tranh chấp, thì một số chính quyền bang sẽ không thể có được danh sách chính thức các đại cử tri trước hạn chót vào ngày 8 tháng 12 năm 2020. Nếu quá hạn này, theo tu chính án thứ 12 của Hiến pháp Hoa Kỳ liên quan đến bầu cử rất ít khi được sử dụng, thì Hạ viện sẽ có quyền chọn tân Tổng thống. Trong trường hợp này, quyết định của Hạ viện không dựa trên số dân biểu mà theo bang, hiện tại nhìn chung số bang ủng hộ phe Cộng Hòa nhiều hơn phe Dân Chủ. Và thông tin cũng cho biết rằng luật sư của Donald Trump cũng đã rút khỏi vụ kiện tại Pennsylvania và Arizona. Đây là hình ảnh bên trong phòng kiểm phiếu của County Arizona, có tới 2 nhân viên cùng kiểm tra từng lá phiếu. Và công ty luật có trụ sở tại tiểu bang Ohio, Paul White Morris đã nộp đơn kiện vào hôm thứ Hai và cáo buộc rằng việc dùng các lá phiếu bầu qua thư đã tạo ra một hệ thống bỏ phiếu hai tầng bất hợp pháp trong tiểu bang, đã bất ngờ đã rút ra khỏi vụ kiện đó trong một bản ghi nhớ gửi tới tòa án. Và tại Michigan, một chánh án cũng đã bác bỏ việc ngừng chứng thực các kết quả bầu cử tại khu vực Detroit. Đó là lần thứ ba một chánh án đã bác bỏ đề nghị can thiệp vào tòa án tại Michigan. Không như hầu hết các vụ kiện, bởi ban vận động Trump nhắm vào lượng phiếu nhỏ sẽ không thay đổi kết quả bầu cử. Vụ kiện của nhóm luật sư Paul White tại Pennsylvania thách thức gần 2,6 triệu lá phiếu được bầu và gửi qua thư, đa số là bởi đảng Dân Chủ. Họ cáo buộc Tổng thư ký tiểu bang Kathy Brokva về việc hành động gây tranh cãi và bất hợp pháp và tìm kiếm lệnh khẩn cấp cấm việc chứng nhận kết quả bầu cử tại Pennsylvania. Biden cũng đã dẫn đầu rất lớn với 5,3 triệu phiếu phổ thông và ông đang trên đà chiến thắng với 306 cử tri đoàn so với 232 cử tri của Donald Trump. Đây là hình ảnh Biden là ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ đầu tiên thắng ở Georgia kể từ năm 1992. Ban tranh cử của Trump ngừng theo đuổi vụ kiện bầu cử tại Arizona. Luật sư đại diện với Tổng thống Donald Trump tuyên bố không tiếp tục theo đuổi vụ kiện liên quan đến bầu cử tại Arizona. Theo nhật báo The Wall Street chia sẻ, trong đơn xin rút đơn kiện khỏi tòa án vào ngày thứ Sáu, 13 tháng 11, luật sư Corey, đại diện ban tranh cử của Tổng thống, đã viết như sau. Sau khi kết thúc phiên tòa vào ngày hôm qua, thứ Năm, 12 tháng 11, kết quả của cuộc bầu cử tại tiểu bang cho thấy không cần phải có một phán quyết pháp lý trong vấn đề liên quan đến đại cử tri. Như vậy, các luật sư phía ông Trump phải từ bỏ phụ kiện sau khi nhận thấy rằng
không thể thay đổi được kết quả cuộc đếm phiếu. Trong phiên tòa kéo dài suốt hôm thứ Năm, sau khi không đưa ra được bằng chứng nào cáo buộc gian lận, luật sư Langhoff cũng chuyển mục tiêu không kiện về gian lận bầu cử mà cáo buộc nhân viên phòng phiếu đã nộp những lá phiếu lỗi mà cử tri chưa sửa. Số lượng những lá phiếu lỗi này chưa tới con số 200, do đó hoàn toàn không thay đổi kết quả cuộc kiểm phiếu. Và từ ngày bầu cử mùng 3 tháng 11 đến nay, Tổng thống Donald Trump cùng các cố vấn liên tục cáo buộc gian lận tràn lan và cho rằng có hàng ngàn phiếu bầu bất hợp pháp, đồng thời đâm đơn kiện một loạt tiểu bang nơi ông thua ứng cử viên Đảng Dân Chủ Biden. Đến nay, ban tranh cử của ông Donald Trump cũng như nhóm luật sư của họ chưa đưa ra được bằng chứng nào đáng kể. Tuy nhiên, vào hôm thứ Năm, Bộ Nội an cũng xác nhận rằng bầu cử năm nay là an toàn nhất lịch sử nước Mỹ và tuyên bố không có bằng chứng bất kỳ hệ thống bỏ phiếu nào bị phá hoại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Hai ngày 16 tháng 11 năm 2020 với bản tin Kiện tụng bầu cử Tổng thống, kẽ hở hệ thống có giúp Donald Trump đảo ngược thế cờ hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.